Bây giờ tôi sẽ test tải cho anh em xem này. Này, đây là máy khoan. Máy khoan này thì không có tải, thì có 100 mấy chục watt. Là tải hiện tại là có mấy cái bóng đèn thôi, cái tủ lạnh. Hôm nay em bóc hộp con biến tần sofa hoặc lưới bám tải 6kW cho anh em xem nhé. Thì con này có hướng dẫn sử dụng này. Đấy, COC cui này. Manual solar grid tie inverter. Đó, sofa solar. Hãng này bảo hành chính hãng là Việt Nam 5 năm. Cục wifi. Wifi của nó. Con này dùng giống wifi của mấy hãng Dyer với lại sofa thì giống hãng đây rồi, wifi của nó. Rồi, này thì đây là cái bát cố định vào. Đấy, bát cố định anh xem nha. Tiếp đến là cái biến tần sofa này, bảo hành 5 năm. Đó. Con này thì có màn hình theo dõi. Đấy. Có màn hình dễ theo dõi hơn. Và lưới bám tải theo CT anh xem nha. Đấy. Đấy, chúng ta bấm MC4 này. Vào inverter. Đây cái tủ điện này. Inverter này chúng ta cắm dương này, PV1. Đấy. Là cái có ngạnh anh em, cái màu đỏ. Đó. Âm là cái không có ngạnh này. PV1 trừ. Cái này chúng ta phải cắm cho chuẩn nha mới được nha. Để ăn điện anh em nha. Rồi, cái này là chúng ta đấu xuống tủ điện nha anh chị em, là hai string. Đây, CB số 1 và CB số 2. 550V này anh chị em này. Ở dưới cái cục inverter này nó có cái RS485 này, DRM SCT anh chị em nhé. Chúng ta tháo cái này ra. Tháo này ra là sẽ có cái lỗ để cắm dây CT vào. Đấy. Và đây là do đầu AC output anh nhá. Đấy, chúng ta sẽ kết nối điện lưới vào đấy để cho nó hòa lưới bám tải theo cái cổng này. Đây là wifi, wifi anh em, kết nối để theo dõi phần mềm từ xa qua online. Đó. Bây giờ tôi sẽ tiến hành vặn cái này ra. Đấy. Sau khi mà khởi động lên thì máy sẽ khởi động là 45 giây đến 1 phút này. Đấy. Chúng ta đang chờ là 16 giây. Bây giờ đang chế độ đẩy lưới anh em nhá. Đẩy lưới. Tôi đang đấu nối nhưng mà chưa cài đặt bám tải. Đây. CT cặp vào rồi. Đấy, CT cắm vào đây. Đó. Nhưng mà chưa cài đặt chế độ bám tải nha. Thì coi như máy đang đẩy lưới. Đó, chắc cho nó báo đẩy lưới đi một chút, mình sẽ cài cho nó. Power hiện tại là 0.75 kW. Anh em thấy không? Đấy, 1.01 kW. Rồi bây giờ tôi sẽ tiến hành cài đặt bám tải anh em nha. Cái dây CT để mà cảm biến đo dòng điện thì chúng ta sẽ cắm vào đây anh em. Cắm vào cái chiếc CT ở bên dưới cái cục này. RS485 anh em nha. Đấy. Bây giờ là máy đã bám tải rồi đấy. Bây giờ tôi sẽ tiến hành cài đặt cho anh em xem nha. Dây CT này thì chúng ta sẽ đấu vào trước tải nha. Dây này tôi phải nối ra đây anh em này. Đây nó ngắn này, chúng ta sẽ kẹp vào đây, kẹp vào dưới tải sử dụng. Ta sử dụng toàn bộ ở đây, ta sử dụng ở đây anh em. Toàn bộ cụm như là tải sử dụng hết. Cái dây điện mặt trời thì dây hòa lưới thì chúng ta có thể hòa vào bất kỳ điểm nào trong gia đình. Chủ yếu là cái dây CT này, bám tải này chúng ta phải kẹp vào trên tải nha, kẹp vào trên tải. Đấy. Tức là theo chiều điện lực đi vào trên CV tổng anh em nhá. Đấy. Trước tải. Đấy. Tải đây thì CT chúng ta phải kẹp trên tải từ điện lưới đi vào. Khi mà chưa cài bám tải này, giờ này là khoảng 2 giờ chiều, không có nắng anh em. Thời tiết không có nắng thì công suất đang phát ra là 1.09 kW. 1.09, 1.08. Cài bám tải thì tự nhiên nó sẽ giảm cái công suất điện mặt trời xuống bằng với tải sử dụng. Chúng ta bấm vào đây, cài đặt, enter setting, bấm mũi tên đi lên, bấm mũi
mũi tên Sạch Nam lên gạch đến ô số 17, menu số 17 xuống set reflex P. Rồi, bấm input password thì chúng ta nhập ở đây là màn hình nó bị mở. Input password nhập vào đây là anh enter này. Lên anh enter, lên anh enter, lên anh enter 0001 anh dán nhé, xong rồi anh enter. Rồi set default chọn enable hoặc là disable, enable nhé anh dán nhé. Enable là bật CT mode, chúng ta chọn ở đây là công suất đẩy lưới đấy, là 0 enter, enter tăng lên 0 kW và success là ok. Bây giờ tôi sẽ test tải cho anh em xem nha. Này, đây là máy khoan. Máy khoan này thì không có tải thì cũng có 100 mấy chục watt. Là tải hiện tại là có mấy cái bóng đèn thôi anh em. Mấy cái tủ lạnh là đang tiêu thụ ấy là 520 watt, không phải 52 kW. Bây giờ tôi sẽ tiến hành bật máy khoan lên thì nó tải nó lên. Là khi mình tăng tải thì điện mặt trời tăng theo với hệ thống hoạt động ổn định. 580W này. Bây giờ là 20:30 này. 20:30 chiều. Thời tiết là nắng rất là tốt anh em nhé. Nắng vàng sạch, vàng con đường. Đấy, đứng này có bóng. Nói chung là nắng khá tốt. Đây là Tiền Giang anh em nhé. Tuy nhiên thì hệ thống điện mặt trời bây giờ tạo ra là hơn 500W. Đấy, tải sử dụng thì chỉ có mấy cái bóng đèn, mấy cái quạt với lại tủ lạnh. Đấy, tổng công suất của gia đình hiện tại sử dụng khoảng 500W. Đấy, đây là hệ thống lưới bám tải sử dụng biến tận sofa, bảo hành chính hãng tại Việt Nam 5 năm, 590W anh em nha. Đấy, cái đèn này là sáng normal là ok này. City này chúng ta cắm vào đây, cắm vào đây. Đấy, city kéo lại đầu này, kéo lại đầu trước đồng hồ, trước tải sử dụng. Bây giờ tôi sẽ tiến hành test tải thêm anh em. Đây là cái máy khoan. Đấy, tăng tải lên xem nó có tăng cái điện mặt trời lên không. Đây 580W này, bật máy khoan. Đấy, nhả ra tắt thì cái là nó lại giảm. Như vậy là hệ thống hoạt động ổn định anh em nhé.